Vâng, con này là 5 ngõ X, con này series là 0591 nha các bác, 0591 nha. 5 ngõ X bao vô dính kính tinh lửa 320W, rất là đẹp nha. Mời các bác cùng xem phía sau trước, em sẽ đi vào về phía trước các bác cùng xem nha. Đấy. Giá là 25 triệu nha các bác. Đỉnh của 5 ngõ X nha. Đánh 3 cầu loa A, B, A cộng B, A cộng C vân vân. Các bác chơi một lần hai cặp loa, bắt 30 những dòng loa nghe nhà. Về độ đẹp thì bên em tuyển hàng rất là kỹ nên các bác cùng xem này, từng góc cạnh và chi tiết nhỏ nhất, đạt hết tất cả các tiêu chí luôn, vừa nghi vừa trưng bày. Đấy, các bác nhớ nha, con này series là 0591 thì các bác xem video này mình nhớ. Đấy. Hay là phía trước. Đấy. Em bật đèn đó, về các bác cùng xem. Hay là hai số điện thoại của em nha. Cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu trở lên em ship hàng nha, còn chuyển khoản đủ thì em bớt 300 ngàn nha các bác. Đấy, lên đèn. Đấy. Từng góc cạnh này các bác cũng có thể xem. Đấy. Đẹp không điểm trừ nha các bác, đẹp không điểm trừ nha. Đấy, góc cạnh này. Hàng đấu bay về nha các bác. Hay là trên nóc. Rồi bây giờ em sẽ vào nội thất bên trong luôn để các bác cùng xem. Giá trên đã bao gồm phí ship rồi nha các bác. Vâng, và đây là nội thất bên trong của con Sansui 5000X nha các bác, không thay đồ mới đó nha. Đấy, mới kem, 4 tủ số âm. À, phần chi đường tiên đồ vào hay là cái chiến điện này hiện tại đang để điện 100. À, nếu các bác mà xài điện 220 thì báo trước với em, 4 sổ sách tất cả nguyên bản hết 100% nha các bác. Từ A tới Z hoạt động hoàn hảo nha. Hay là bo kích tinh lửa và 4 tụ. Kích tinh lửa này có cái đuôi này. Đấy, bo IP6013, cái mã của nó là mã bo kích tinh lửa là mã IP6013 nha. Mã nằm này. Đấy, số này IP6013. Đấy, chỉ có mã đó nó mới là kích tinh lửa nha các bác. Đây, kích tinh lửa đây. Là phần bên trong của em nó. Mới kèm sexy sáng tròn. Đấy, bác nào muốn sở hữu con 5X bao dính kích tinh lửa 320W thì alo cho em nha. Giá 25 bao gồm phí ship thì video giới thiệu con 5X này thì đến đây kết thúc. Bác nào có nhu cầu sở hữu mà những con âm ly hot của Sansui thì alo cho em nha.